Hello cả nhà, hôm nay mình vào bếp với bao quả trứng gà. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món trứng hấp ha. Hấp trứng để cho trứng của mình mềm, mịn mà không có bị nổi bọt. Ở đây mình có bao quả trứng gà, giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm nha. Mình chuẩn bị một cái bát, xong mình cho bao quả trứng gà vào. Có một số bạn sẽ thắc mắc là khi mà mình đánh trứng mình sẽ đánh với nước lọc, nước nguội hay là nước nóng ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình làm món trứng hấp. Các bạn có thể ăn trứng chiên, trứng kho. Hôm nay mình sẽ làm món trứng hấp. Rồi mình chuẩn bị 3 quả trứng gà. Sau đó các bạn đánh ra nha, mình vớt cái phần ở trong cái trứng ra đi. Cái gì xíu muối, các bạn cho khoảng chừng nửa muỗng muối. Các bạn cho muối vào á, muối nó có tác dụng làm cho cái lòng trắng nó nhanh đông lại, cho ít thôi nha các bạn. Một chút xíu muối. Và sau đó các bạn đánh lên. Đánh cho đều ha. Đánh cho đều lòng trắng với lòng đỏ. Đánh cho nó tan đều hết nha các bạn. Nào thích cái vị đậm đà thì mình sẽ lướt hạt nêm vào đây. Và nếu không mình sẽ dùng cái vị nguyên thủy của trứng thì xíu mình còn có nước tương nữa. Các bạn đánh cho đều lên nha. Rồi ở đây mình có 3 quả trứng gà ha. Và mình sẽ pha vào đây theo tỷ lệ là 3:1. Các bạn có 3 quả trứng gà thì khoảng chừng một chén trứng á, thì mình sẽ cho 1/3 chén nước ha. Đây các bạn, nước sôi. Nước sôi khoảng chừng 60 đến 70 độ thôi chứ không có phải sôi quá ha. Các bạn cho nước sôi vào và các bạn đánh đi nè. Mình sẽ cho nước vào vậy nè, thì khi mà mình hấp trứng, trứng của mình nó sẽ không có bị sủi bọt lên, nó rất là mịn như bánh phải lăn luôn á. Các bạn đánh đều lên vậy nha. Rồi giờ mình sẽ lọc qua một cái rây, cho vào trong một cái bát nha, để quả trứng lọc trứng qua rây, để những cái phần lợn cợn á hoặc là cái bọt nó sẽ nổi lên trên ha, vậy trứng của mình sẽ mịn lắm. Và rây từ từ xuống nha, cho phần trứng nó xuống. Đây các bạn có phần lòng trắng còn nè, mình lắp đều nè. Nếu mà bạn phát hiện ra ở phần trứng trong cái bát của mình mà nó có sủi bọt á, các bạn cũng phớt hết đi nha. Cực kỳ nhanh luôn. Thay vì bình thường mình kho, mình chiên thì giờ mình sẽ hấp để món ăn của mình nó mới lạ hơn. Hôm nay mình không có ướp hạt nêm và tiêu, mình giữ nguyên cái vị sóng sánh mịn màng của trứng, giống như các bạn ăn bánh phở lăn vậy đó. Rồi, phần lợn cợn trên mình bẻ sang bên. Rồi, các bạn thấy nó còn một xíu bọt xỉu sủi tâm nè, mình vớt hết ra đi. Thì xíu mình hấp lên cái bề mặt trứng của mình rất là mịn. Giờ mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm mình bọc qua, bọc kín lại để khi mà mình hấp trứng nó không có bị đổ mồ hôi, không có làm rỗ cái mặt trứng của mình. Và các bạn có thể dùng một cái bọc to, cái bát to để mình phủ lên trên cũng được nữa. Mình lấy tiện thì mình dùng cái màng bọc thực phẩm. Cái màng mà mình dùng cho loại vi sóng được đó, các bạn kéo ra, miết xuống, giữ lại. Để khi mình hấp trứng, trứng của mình nó sẽ không có bị đổ mồ hôi. Rồi, xong rồi đây cả nhà. Giờ mình sẽ cho lên nồi nước sôi mình hấp, các bạn hấp khoảng chừng 5 phút nha. Các bạn để vào bát trứng của mình khoảng chừng 1/3 nước. Sau đó mình đậy nắp lại, mình hấp sôi lên khoảng 5 phút thì mình tắt. Các bạn canh nước nha, đừng cho nước nhiều quá. Rồi, các bạn để cho phần trứng ở trong nồi sôi. Đây nước của mình sôi rồi. Nay mình bếp mới. Hôm nay em khai trương cái bếp mới. Mình đang trà ở bếp bên kia. Rồi mình đun gì nè, cho nước sôi. Cho nước vào.
để xem là nếu mà ít thì mình thêm nước vào, thêm xíu nữa đi. Đã bắt đầu sôi tí tách rồi đó. Còn trứng hấp nhanh lắm các bạn. Rồi đây nè, cái mặt trứng nhìn rất là mịn ha, anh gần cho anh, giống như mình làm bánh phải lăng vậy đó. Rồi trong lúc mà chờ bánh trứng chín á, mình cắt hành ha các bạn ơi. Trứng á mình hấp khoảng 5 phút ha, rồi xong các bạn đừng có mở ra liền mà mình để ra mình ủ khoảng 5-6 phút nữa để cho trứng mè chín thật là chín luôn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ bóc ra còn nóng. Qua đây. Rồi các bạn để ra ha. Món trứng hấp hôm trước mà mình có làm trứng hấp trái bí hoặc là trứng hấp cho thêm một ít tôm, một ít thịt. Hôm nay mình sẽ hấp trứng hoàn toàn để các bạn thấy được, các bạn cảm nhận được cái vị sánh mịn của trứng. Rồi bây giờ mình các bạn, khi mà mình hấp mình có bọc cái màng thực phẩm rồi, các bạn lấy ra phần mồ hôi nó xong không có nhiễu lên trên cái phần trứng của mình. Đây nhìn giống như bánh phà lăng ha, đẹp vô cùng. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái con dao mà các bạn cắt vậy nè, nhẹ nhàng thôi, cắt cái khứa vậy nè, để xíu mình cho gia vị vào á, cho nước tương vào nó thấm gia vị ha. Trứng hấp đây nó đã nhanh chín. À, nó mềm mịn rồi, giờ mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng dầu mè để cho vị mùi thơm. Các bạn cho lên trứng một muỗng dầu mè nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho lên đây một muỗng nước tương, nãy mình có ướp một chút xíu muối rồi đó, cho nên giờ mình chỉ cho nước tương thôi nha, khoảng một muỗng là vừa, nhiều quá mặn. Cho khoảng một muỗng nước tương xong các bạn đánh đều, trộn đều lên cưng hơn nè. Rồi cuối cùng mình sẽ rắc lên đây một chút xíu hành lá, một ít hành lá, và mình bắt đầu thưởng thức món trứng hấp rất là mịn màng sáng xính luôn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Bếp Việt Official, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha, và chúc các bạn thành công với món trứng hấp. Hay giờ nóng quá.